À, Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Thì bữa có một số anh em kêu Vũ quay cái clip chia sẻ cái việc mà chim nó đang khai lông mà nó nuôi con á mọi người. Nó đang vẫn sinh sản á. Thì hôm nay Vũ có một cặp nó cũng đang thai lông mà nó đang nuôi con. Thì hôm nay Vũ sẽ quay clip chia sẻ cho tất cả mọi người nha. Đây chính là cặp mà Vũ nói nè các bạn. À, hiện tại đang thai lông, con trống con mái đều thai lông luôn mọi người. Con mái thì nó rớt một lao rồi, còn con trống thì hiện tại đuôi chưa rớt nhưng mà lông mình với lông đầu của nó rớt rất là nhiều mọi người. Các bạn xem cái đầu của nó giống như bị hói các bạn nha, rớt rất là nhiều luôn. Thì cặp này Vũ nghĩ là nó không có sinh sản nữa, nhưng mà hôm bữa Vũ đi xem Vũ thấy con mái nó ấp. Hiện tại thì hôm qua Vũ thấy nó nở rồi mọi người. Hôm qua Vũ mới vô Vũ xem á, nên hôm nay Vũ không có vô nữa. Vũ đứng ở ngoài Vũ quay cho các bạn xem nha. Thì Vũ sẽ cho mồi vô để cho nó đút con á, cho các bạn xem. Thì còn tại cặp này nó cũng hơi khó mọi người. Cặp khác thì nó dễ, nhưng còn cặp này nó khó chịu lắm. Tại cặp này Vũ cũng bị một lần rồi các bạn. Vũ vô động tổ nó nhiều quá đó, xong rồi nó bỏ luôn, nó bỏ một tổ luôn. Nên hiện tại cặp này Vũ hơi cẩn thận một tí xíu, Vũ ít vô quay lắm các bạn. Đối với những anh em mà nuôi chim sinh sản á, thì khi mà thấy con chim bố mẹ nó tha mồi vô tổ á các bạn, chứ thứ hai là tiếng chim con kêu á, thì anh em chắc cũng biết là chim nó đang nuôi con mọi người ha. Ở ngoài tự nhiên á, thì gần như ít có cái trường hợp mà chim nó đang thai lông mà nó nuôi con như vậy được các bạn. Nhưng mà khi mà ở trong AV á, chúng ta nuôi chúng ta đảm bảo mồi tươi, với thứ hai là con chim nó đủ chất, nó đủ ánh sáng, đủ mồi tươi, rồi nó cảm thấy an toàn thì nó sẽ sinh sản các bạn nha. Thứ hai là cái việc mà do các bạn bắt chim non á, như trước đây Vũ có hơi nói á, các bạn bắt chim non liên tục thì con chim non nó theo bản năng của nó sẽ cố gắng đẻ lại để nó duy trì cái nòi giống của nó đó các bạn, thì nó sẽ đẻ. Nhưng mà cũng không có phải trường hợp nào chim nó thai lông nó cũng sinh sản nha mọi người. Tại vì con chim nó thai lông nó cần rất là nhiều chất, rất là nhiều năng lượng để nó hoàn thiện cái bộ lông của nó. Nên trong cái giai đoạn này thì đa phần thì các cặp sinh sản nó sẽ ngừng sinh sản nha mọi người. Nó tập trung nó thai lông. Nhưng mà cũng có một số con cá biệt thì nó vẫn sinh sản tiếp tục. Khi mà nó cảm thấy đủ thức ăn, đủ mồi tươi với nó đủ khỏe đó các bạn, nó vẫn tiếp tục sinh sản. Nhưng mà trường hợp này cũng không có nhiều đâu mọi người. Nếu bạn nào mà muốn chim không sinh sản nữa thì các bạn có thể lấy tổ đẻ ra trong cái giai đoạn này để cho chim tập trung phát triển bộ lông. Thay lông xong rồi các bạn gắn tổ đẻ vô để cho chim tiếp tục đẻ nha mọi người. Còn Vũ thì Vũ không có lấy tổ đẻ ra, Vũ để cho tự nhiên luôn. Nếu mà nó đảm bảo đủ chất, nó muốn sinh sản thì Vũ để cho nó sinh sản luôn. Còn nó không sinh sản thì thôi mọi người nha. Cặp này của Vũ hiện tại thì nó đang nuôi con mà con nó mới nở, còn nhỏ à. Mà thường thì Vũ sẽ không có bắt chim non ra sớm nữa, Vũ để cho nó nuôi gần như biết mổ Vũ mới bắt ra. Bởi vậy khi mà kết thúc lứa này thì gần như bộ lông của nó cũng gần xong luôn rồi. Để kết thúc lứa này thì Vũ sẽ cập nhật cho các bạn xem coi con chim bố mẹ nó thai lông xong chưa, rồi nó có tiếp tục sinh sản không mọi người nha, để mọi người có thêm một cái kết quả để mọi người có thể tham khảo cũng như chăm sóc chim các bạn nha. Đây, con mái đây hiện tại nó cũng đang rớt một lao các bạn, còn lông đầu thì hiện tại nó chưa rớt, nó bắt đầu quá trình thai lông á, không biết nó có đẻ nữa không các bạn. Hôm bữa có một anh em hỏi Vũ là để cái ghế đỏ trong cái AV để làm gì. Thật ra là cái ghế đỏ để Vũ đứng lên Vũ bắt chim non thôi các bạn. Thì mỗi cái AV thì Vũ để một cái ghế để Vũ mất công đem vô đem ra đó. Tại vì mỗi lần mình đem vô đem ra thì nó dướng cái cửa, với thứ hai là con chim nó bị sợ đó mọi người. Nên Vũ để luôn để cho nó làm quen với cái ghế đó, nó không sợ nữa. Thì tại tại cái tổ đẻ của Vũ, Vũ làm nó cũng hơi cao mọi người. Nên Vũ để cái ghế sẵn trong đó luôn. Mỗi cái AV thì Vũ để một cái ghế để Vũ tiện bắt chim non á mọi người. Anh em hay nhắn tin hỏi Vũ á, là khi mà kết thúc mùa sinh sản á, thì con chim nó thai lông thì anh em có nên tách ra hay không, tách con trống con mái ra nuôi riêng á các bạn. Thì riêng bản thân Vũ thì từ trước giờ Vũ không có tách ra, chỉ trừ trường hợp mà hai con nó đá nhau quá
sợ nó bị hư giống á, thì mình tách ra thôi các bạn. Còn bình thường trong giai đoạn mà thai lông cũng như giai đoạn sinh sản thì Vũ sẽ không tách ra mọi người nha. Giờ tại vì mình nuôi chim avi á, thì thứ nhất là nó lợi về công chăm sóc, thứ hai là con chim nó khỏe hơn các bạn. Trong giai đoạn thai lông á, người ta vẫn hay bỏ vô trong avi để cho nó bay nhảy, cho nó ăn đất, cho nó đủ chất, cho nó khỏe mạnh đó các bạn. Còn bạn nào mà muốn bắt ra để mình tách trống ra mình ghép cặp khác, hay là mình muốn dọn avi, hay là mình có chế độ chăm sóc nào khác á các bạn, thì các bạn có thể tách ra. Còn riêng bản thân Vũ thì Vũ sẽ không tách, Vũ để luôn, Vũ để cho nó tiết kiệm cái công chăm sóc đó mọi người. Tại vì khi mình tách ra mình phải tắm rửa, là mình phải chăm sóc từng con, nó rất là cực mọi người. Video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Vũ. Anh em nào thấy cái video của Vũ có hữu ích thì cho Vũ xin một like với một lượt đăng ký nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vũ xin chào tất cả mọi người.